nay đi làm anh nghỉ. Hôm nay em nghỉ. Mãi hơn 6 giờ ông Hải ông ấy bảo. Mãi cả ông ấy bảo là xuống uống rượu mấy anh với mấy bạn đứa bạn anh. Anh sắp về rồi cả. Hôm sau anh về rồi. Rõ ràng ông mua vé 1/4, ông phải bảo trước tôi vừa mới đang ngồi nhà. Ông hỏi là có đi làm không? Hôm nay em không làm. Thế xuống anh uống rượu vì hẹn ông ấy mấy lần rồi không xuống. Xuống nhật tuần sau nó mới về. Vâng. Trước làm cùng ông Hải với cả ông Đăng. Đăng thì suốt ngày văn mà anh về Việt Nam anh sẽ xách thịt chó sang mấy anh em nhậu mà chưa thấy thịt chó của thằng cha ấy đâu mà. Đấy, ông Đăng đấy. Đăng với Hải đang vâng. Phòng đấy. Thì Hải bảo là về nhà đây có Đăng đây thì về đây nhậu với anh. Đây Đăng bảo là em bảo là em đợi thịt chó của Đăng đây. Hôm nay đến kiểu gì không phải. Có thịt chó kìa. Có thịt chó luôn à? Chó nhiều mận. Không, ý em là phải của Đăng cơ, bác hiểu chưa? Để moi cho cay. Còn Đăng ông vừa về có mang được cái gì sang đâu. Con Đí Đăng suốt ngày chỉ xách hai cái, suốt ngày chỉ nhắc đến hai cái bếp ga, hai cái bếp ga xách về thôi hiểu không? Suốt ngày chỉ đồ nhà tốt lắm, tao phải xách hai cái bếp ga về nhà. Mẹ đùn mấy năm rồi nó không han. Thế là trước làm cùng Đăng với Hải à? Vâng. Mồm Đăng bảo là ôi ở đây anh đào cũng lở hết rồi, chú em nó cũng lở hết rồi. Tiếc là cái cây anh đào này của Nhật này éo có quả nhở? Có mà, thi thoảng có cây nó có quả. Vâng. Quả cherry đấy. Vâng. Nó thi thoảng vẫn có quả, có nhà nó trồng có quả ăn luôn mà. Mình để xe đây, tiền xe nhỏ anh. Mỗi tháng 3 trên hay gửi xe. Ôi rẻ thế ạ. Thứ này thì mình để nhà. Ôi chết rồi, em không sờ đến lúc mở đây.